chia tay về rồi còn sống xa quê. Bao nhiêu đêm về lênh đênh đến lạ, tần tảo sương mù bạc vừa manh áo, bỗng giật mình còn đang ở nơi đâu. Mẹ ơi đừng quên mùa ta, cánh cò bay la, cánh cò bay la, riêng nước bờ tre vẫn còn đâu đó. Đừng là ngõ nhỏ tiến bước luôn đi, nhớ mãi lời ru mẹ ơi con nhớ mãi. Vâng, chào các bác trở lại với kênh của Hồ Cầm Đô. Tiếp tục hôm nay lên sóng để cho các bác một lô vàng số cuối cùng của năm. Đấy, đây là những lô vàng số cuối cùng của năm. Giá rẻ, đó là lô vàng số X3. X3 các bác nhé, đây là hình thức này. Em X3, đấy em về được tương đối là nhiều. Khoảng hơn 20 con. Hơn 20 con. Với giá em báo giá luôn cho các bác là với giá chỉ 1.900.000 thôi. Các bác đã sở hữu một con vàng số chỉ với này các bác này, chỉ với 1.900.000 đấy các bác sẽ có một con vàng số chạy chip Mỹ, chip Analog Device 21375 của Mỹ. Đấy, đây là hàng bãi xịn hết nhá. Hàng bãi thì các bác yên tâm là không bao giờ có hàng giả. Đấy, em sẽ soi ruột cho các bác xem đây này. Đồ này về rất là đẹp. Thì bác để ý là tất cả những dòng vàng cỏ ấy, những dòng vàng cỏ ấy, thì thường là chạy chip Yamaha. Đấy, những cái dòng vàng riêng cái con chip này các bác vào có thể vào website của hãng ấy, website của hãng chip này, chip Analog của Mỹ này. Một con chip này trị giá khoảng tầm 800.000, 700-800.000 tùy nhé, tùy số lượng, nhưng nó báo giá ở trên kia là khoảng 850.000 nếu các bác mua ít từng con một, còn mua nhiều thì là các bác sẽ được rẻ hơn. Đấy, thì những con chip xịn này bác này sờ nó có ráp ở trên mặt đây này. Đấy, con lỗ ở trên mặt đây này, chip xịn Analog của Mỹ. Và tất cả những cái dòng vàng mà chip cỏ ấy, còn là dòng vang cỏ ấy, thường là chạy chip Yamaha thì giá nó sẽ rẻ hơn. Tất cả những dòng chạy chip Mỹ đều đắt hơn, và đặc điểm là chạy chip Mỹ ấy, thì nó sẽ không bị oang và độ định nó sẽ cao hơn, tiếng nó sâu tiếng hơn. Thì hôm nay em về được 20 con nhé. Các bác có nhu cầu chơi gia đình và giá rẻ mà vẫn được vang xịn, không phải dùng vang cỏ, em khẳng định các bác là chấp rất nhiều lần. Con này X5 thì nó tương đương nhau, X5 thì có thêm cổng mở rộng, và X3 thì bác để ý là X3 nó chỉ có 4 cổng mở rộng thôi. Này, X3 nó chỉ có 4 cổng mở rộng thôi, dành cho một đôi loa full, một cổng sub và một cổng center và một cổng sub. Với gia đình thì hai đôi loa là đánh thoải mái đủ chức năng, và một cổng quạt sub nữa, đánh thoải mái nhé. Và con này các bác mua thì em sẽ tặng khiển cho các bác, tặng khiển đầy đủ cho các bác, khiển này, đấy, dây rắc đầy đủ, dây kết nối đầy đủ hết cho các bác, và bảo hành cho các bác là 1 tháng nhé. Thế cái này là những cái sản phẩm nào mà em mở ra zin thì em sẽ cam kết các bác là zin, các bác là mở ra kiểm tra thoải mái luôn. Đấy, có những con thì về đấy, quạt nó kêu như này là em phải tháo ra để thay quạt cho các bác, quạt mới cho các bác. Đấy, chạy cho nó yên tâm. Đấy, con này là chạy tất cả những dòng vang X3, X5 đều chạy giải mã AKM hết này. Đấy, AKM đây. Đấy, bo chống hú. Và vang số X thì chống hú cực kỳ tốt. Đấy, các bác rất nhiều bác là trên thị trường là 90% là các bác là hàng bãi về là chủ yếu là vang số, còn lại như thị phần còn lại chủ yếu là Shiso, là hai cái hãng lớn nhất về vang số trên thế giới. Rất nhiều hãng, bất kể hãng nào sản xuất vang gia công đều liên quan đến vang X, ít nhiều phải có vài mã vang X. Và hôm nay em về được một ít vang bãi X3 thì bác mua thì ủng hộ em, chỉ có 1.900.000 thôi nhé. Đấy, em về đây, lô này nó lô cuối cùng của năm rồi, không còn nữa rồi. Thời điểm này là mua là ở bên Trung Quốc là đắt hơn nhiều. Vang số là của Trung Quốc các bác nhé. Trung Quốc là thằng nghĩ ra vang số, nhưng các bác mua vang số đừng nghe là người ta của Mỹ Tho. Đấy. Trung Quốc là thằng hát karaoke nhiều nhất thế giới, và nó là thằng nghĩ ra vang số. Và hãng đầu tiên đó là hãng Vina, đã thiết kế ra những cái sản phẩm X như này là của Vina thiết kế hết. Tên thì có thể có khác nhưng tất cả đều là của X thiết kế. Thì con này em báo giá luôn cho các bác là 1.900.000 nhé. Giá cực kỳ rẻ luôn, 1.900.000 mà các bác mua được chip Mỹ là hiếm rồi. Con chip này các bác mà tháo BDSP là bán các bác cũng bán được 1.000.000 rồi. Đây con này này. Đấy. Các bác mua thì em sẽ cài đặt sẵn cho các bác 4 chế độ. Thường là chế độ 1 là eco ngắn, chế độ 2 là eco dài, chế độ 3 là revert.
Nhưng có một đặc điểm là riêng tất cả các dòng vang số vang X ấy, thì khi chuyển chế độ nó vẫn giữ nguyên volume nên là vận hành rất là dễ. Mà khi bác vang số mà có khiển nó một điểm cộng rất là nhiều. Vì tỷ lệ các bác hát ok, một bộ karaoke về á, thì các bác không hát nhiều, thường các bác nghe nhạc một năm chắc hát được vài lần, nhất là người ngoài Bắc. Ngoài Bắc là người ta tham làm, nên là một năm chắc chỉ hát được 10 đến 15 lần, nhà nào giỏi lắm là được 20 lần. Còn không như miền Nam thì các bác ở trong miền Nam là văn hóa ăn nhậu, người ta hát nhiều hơn. Đấy. Thì nhắc về X thì các bác này nó rất lợi eco. Eco của X nó như Jaguar, mềm mại và hát lên nó rất là quyện. Đấy, các bác nghe thử tiếng eco của X này. 5, 6, 7. Rất là hay. Đấy. Các bác mua thì em sẽ cài sẵn cho các bác chế độ và các bác nhớ chụp loa mic đấy, để vào theo cái không gian ấy, em sẽ cài cho các bác. Đấy, các bác mua thì ủng hộ em nhé. Có 20 con thôi, 1,9 triệu một con nhé, các bác mua đủ ủng hộ em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.